nhà trưng bày chứng tích tuổi Võ Văn Bố. Các tướng bị quân bố tấn công trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Xã Vĩnh Tế, Nhân Hưng, Văn Giáp, An Phú, Xuân Cô, Vĩnh Biên, An Cư, An Đông, Lê Trì, Tri Lê Phi, Ba Trúc, Lê Trì, Lạc Quế, Vĩnh Sơn. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh chị. Mình đứng ngoài cổng cũng thấy luôn à. Trong trưng bày hộp sọ, đầu sọ quá trời luôn. Mình tới trễ quá, sau 5 giờ người ta đóng cửa nghỉ, giờ muốn vô phải ra chợ rút tiền mặt.
tiết bảo vệ mấy chục ngàn mới được luôn.